Thưa quý vị, giá lợn hơi ngày hôm nay 14 tháng 1 năm 2012 tại thị trường miền Bắc và miền Trung tiếp tục tăng từ 1.000 cho tới 2.000 đồng 1 kg, trong khi đó thì giá lợn hơi ở miền Nam lại đứng yên. Giá lợn hơi miền Bắc hôm nay tiếp tục tăng 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg, dao động từ 50 đến 55.000 đồng 1 kg. Lào Cai và Bắc Giang cùng tăng 1.000 đồng 1 kg lên 50 đến 53.000 đồng 1 kg. Hà Nam, thành phố Hà Nội, Tuyên Quang và Hưng Yên tăng 2.000 đồng 1 kg lên khoảng 52 đến 55.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại miền Trung và Tây Nguyên biến động nhẹ tại một vài địa phương và phổ biến dao động trong khoảng từ 48 đến 51.000 đồng 1 kg. Tại thị trường miền Nam, giá lợn hơi đồng loạt đứng yên và dao động trong khoảng từ 49 đến 51.000 đồng 1 kg.